Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay thì Chris mới dậy. Thì thường dậy là dậy đánh răng, dùng toilet. Thì bây giờ dậy đánh răng nè. Thì đây là nhà vệ sinh của Chris. Có hai cái sink, phòng toilet, cái bồn tắm. Bồn tắm thì lúc nào cũng có đồ chơi hết đấy. Có hai đứa bé là tụi nó khoái ngâm người lắm. Tại một cái phòng tắm đứng. Thì đánh răng xong là lấy đồ chuẩn bị đi tập, bắt đầu ngày ngày mới của mình. Chris là cái bộ kem đánh răng Chris hay xài. Chris hay xài kiểu kem đánh răng này. Tại vì có nhiều cái Chris cũng thử loại nhiều hiệu qua rồi á. Mà có nhiều cái nó mặn lắm, nó sensitive lắm. Thì cái này nó nhẹ, nó rất là nhẹ, mùi nó cũng mặn. Nhiều cái bạc hà nó bặn quá, hay cái thuốc tẩy gì trong đó mặn quá, cái này không mặn, rất là nhẹ. Thường Chris đánh răng lượng mạt lắm á. Thằng cũng lấy kem răng cho vợ để sẵn đó. Thì mình để đó tí nữa vợ đánh răng sau, thì nào vợ dậy đánh răng sau. Thì giờ ra phòng ngủ. Phòng ngủ là vợ con vẫn còn đang ngủ, thì là làm cái gì cũng nhẹ nhàng thôi. Giờ Chris lấy quần áo. Thì đây là cái phòng closet của Chris. Đồ cũng bừa bộn lắm, để tùm lum mà. Thì cứ trước khi ra nhà lúc nào cũng hôn con gái cái con nhỏ cái. Con trai thì ngủ với bà, ngủ với bà nó thì nó vẫn ngủ vô đó, nó thính vô nó. Thì vô đó là Chris vô là nó dậy ạ. À, thì Chris không có vô, Chris xuống xuống lầu. Và nước pre-workout là nước nó là tự như cái nước như nước tăng lực ấy, để cho mình uống vô ấy, nó kích thích mình. Tại vì thường nó sáng ấy, là mình dậy ấy, không có ăn cái gì ấy, là người mình gọi yếu ấy, yếu yếu thì mình uống cái này vô ấy, nó làm mình tập trung lại, nó làm mình giúp mình đẩy tạ nặng hơn, có phải nặng hơn mà đẩy đẩy nhiều hơn.
nhiều hơn Chris coi Chris Fair thường một muỗng này để vô lấy nước 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 suối á nước suối thì nhà Chris là uống nước suối không uống lạnh uống trong chai mà không uống lạnh quen vậy rồi hồi xưa bên hồi xưa Chris á, bên gia đình á, của Chris á, bên Jersey á, thì bên gia đình Chris thích uống nước suối lạnh qua đây á, uống nước quen rồi. Mình người ta sống sao á, mình sống với mình cái hàng ngày của mình á, mình quen cái cách sống mình cái gì nó cũng sẽ adjust là adjust là sao mình adjust theo cái môi trường đó là mình adjust thì thôi có gì Chris sẽ edit cái câu đó hay gì đó đi adjust thì pha nước lắc lắc này giỏ đổ để đổ để đổ để đổ Chris đổ 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 giờ tìm chìa khóa lấy chìa khóa xe đây là gara xe vỏ đi gara nó bê bối lắm thêm một chiếc xe khác của Chris chiếc đó thì chừng nào ấm hay trời đẹp mới chạy tại vì bang Ohio này cũng khá là lạnh không phải lạnh mà cũng lạnh lắm lạnh lắm mùa này bây giờ này cho coi nè sáng này bây giờ là 7:30 sáng ok Chris giờ ra xe nè hôm qua cầm nhiều đồ quá Chris quên mất tiêu cái bịch cái giỏ tất cả Chris trên xe luôn thì hôm nay morning hàng xóm anh chào hello good morning nè hàng xóm ở đây nó không phải như Việt Nam đâu nhiều lúc mình không biết hàng xóm mình là ai luôn nha nhiều lúc nhìn như vậy mọi người ở nước Mỹ này ai cũng bận rộn hết á ai cũng có đời sống riêng không phải như Việt Nam hàng xóm này mình hay qua nhà tám phết qua hỏi thăm đây không như vậy đâu đây thấy không giờ là 7:30 sáng rồi 7:30 sáng giờ này á thì 7:30 sáng ở Việt Nam á thì nghe gà nó trong thành phố hay ngoài thành phố đâu cũng vậy hết là nghe gà gáy đây không có vụ gà gáy đâu chỉ nghe chim 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 kêu nghe không có thấy nghe chim kêu không đó thì giờ bị đi tập ok so Chris mới lên xe nè giờ dê xe ra đi tập ngoài nhiệt độ thì 43 độ F bố thì nó suy ra khoảng chừng 6 độ C nha 6 độ C và lạnh á lạnh Chris thì Chris là Chris không có quan tâm về cái vấn đề thời tiết mấy Chris là sao cũng được tại vì Chris đẻ ở New Jersey thì cái nhiệt độ của New Jersey cũng ngang ở Ohio không có thui đâu cũng có bốn mùa mà vợ Chris là thích ấm và Chris lấy vợ Chris là tính là sau này lúc có điều kiện là dời qua xứ ấm hơn
mà chưa biết tiểu bang nào, chưa biết đâu nữa, thì chưa biết ở đâu. Thì hôm qua là Chris Live là đa số ở trên Facebook, thì hôm nay á là Chris á, sẽ là một kênh YouTube đa số sẽ nói về, sẽ vlog, đa số vlog nhiều hơn, là tự tự như một cái nhật ký để hàng ngày của Chris làm gì, Chris Adventure là làm gì, có gì hay Chris sẽ quay lên. Lại Chris hay để ý về chung quanh lắm, thì Chris sẽ chia sẻ những cái chung quanh là theo cái kinh nghiệm Chris biết về những gì, những thí dụ đi trên con đường, những thí dụ mình thấy gì hay á, là theo cái experience hay cái nói sao, theo cái experience, theo cái ý của Chris biết về cái đó. Có nhiều lúc á 100% chính xác, có nhiều lúc á là không đúng. Tại vì sao, ở đâu á cũng vậy hết á, mình nghe thôi, nếu mà mình cái gì mình cũng nghe người ta nói, một là mình nghe người ta nói, hai là mình đọc trong sách, đọc trong sách là lúc nào cũng là 100% đúng hết. Thì nghe người nói á, người đó cũng nghe lại người khác nói à, là chưa chắc thì đúng, thì nó sẽ ra là câu chuyện như vậy. Thì có nhiều cái á, là tại vì mình lớn lên, mình nhỏ lên, có nhiều cái, có cái á, là bố mẹ mình dạy ngay lúc đó, cái thời điểm đó cái bố mẹ mình dạy á, nó sẽ khác cái thời điểm những hiện tại hôm nay đi, một cái vấn đề đó nó sẽ khác. Thì mấy cái Chris chỉ á, sẽ là theo cái experience của Chris. Chris biết biết gì ấy, biết trong đầu của Chris á, là Chris sẽ chỉ hướng dẫn. Tại vì Chris sẽ đánh về người coi á, người Việt, đa số là sẽ người Việt, để cho người đó trải nghiệm những cái hàng ngày á, người Chris làm. Tại vì á, mọi người á, có mọi cái đời sống riêng, đời sống là nó chia nhiều cái lắm, nó cái gì cũng vậy, cái gì cũng có cái cầu kỳ của nó hết á. Thì như như một con người, thí dụ một con người đi, một con người là ai cũng nghĩ mình đúng, đúng không? Một con người ai cũng nghĩ mình là đúng, đâu có ai bao giờ nói ô mình sai đâu ha. Thì mọi, thì người ta hay nói là mọi người mọi ý, đúng không? Thì mọi người ban đầu nhất, thí dụ đi là mình muốn làm gì đó đi, thí dụ đi, thí dụ làm ăn đi, làm ăn cho nó dễ, tại vì Chris thích, rất là thích làm ăn, rất là thích làm ăn. Thì bây giờ mình, cái idea của mình á, mình start up cái business là mình muốn mở một cái gì đó. Thì mình lên idea xong á, mình có gọi, mình suy nghĩ coi cái làm được không, câu làm được xong mình bắt đầu đi hỏi người ta, đúng không? Mình đi hỏi người ta thấy, thì cứ cho làm gió dễ. Thì thí dụ mở một cái gì đang nổi bây giờ, cái gì đang nổi, như thí dụ đi, thời trang đi, quần áo, quần áo không bao giờ lỗi thời, đúng không? Quần áo thời trang không bao giờ lỗi thời. Thì chúng mở một tiệm shop đi, thì Chris sẽ đi đi hỏi những người xung quanh đó, mà là mấy người thấy cái idea mở cái shop này có ok không. Thì nhiều người á sẽ nói được, mở đi chị, hay anh em gì, nói rất là tự tin là sẽ mở được cái shop này thành công.
ông mình hoặc này những người khác, thêm vài người nữa, nhiều người nói oh, Chris cái tiệm này chắc không mở được đâu, không là làm ăn được đâu, không thành công đâu hay gì đó, thí dụ loại loại vậy. Sao mình hỏi thêm mấy người á, người ơi, bây giờ là những thí dụ là 50 50, những 5 người trả lời là được, 5 người trả lời là không được, rồi mình hỏi thêm vài người nữa. Từ vài vài người nói Chris cái này anh chị thấy cái địa điểm này hay chỗ này không có đủ khách hay số lượng khách gì đó, thì bây giờ cái phần trăm á, của mọi cái điểm shop quần áo này á, theo mấy người đưa đưa ý kiến á, là cái phần trăm á, của mọi cái này á, rất nhưng là rất là chua, rất là chua. Thì á Chris, cái idea Chris là muốn mở cái shop đó, Chris đâu có khé đúng không? Ví dụ mình thấy mình đang đúng, mà mình thấy mình đang làm cái gì đó là mình rất là sung sức, là muốn làm liền, nó cần không không quan tâm ai nói gì hết, mình muốn làm liền rồi. Thì làm liền đúng không, là cái đó mình vô mình biết cái ban đầu mình thấy người ta nói cái idea đúng, xong mình vô mình thấy rồi từ từ mình thấy, trong khi đó mình mất cái thời gian mình đó không. Thì có nhiều lúc á, mình nên chậm lại một tí, nghe những lời chung quanh người ta khuyên mình. Chris nói là không phải Chris dạy đời, Chris hay hay gì á, là Chris muốn nói là cho người ta hiểu là cho người ta hiểu là cái đời sống này là nhiều người chung quanh á, nhìn mình nhìn như vậy chứ chắc gì là như vậy. Thì cái gì cho nên Chris muốn 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 express là muốn bạn express, thì Chris muốn quay để cho mọi người biết là những cái đời sống cái con người của Chris nó sao, là cũng dạy, cũng Chris muốn dạy người, tại vì Chris cũng thì con người có nhiều, nó chia ra nhiều loại người lắm, thì có người thông minh nè, ngu thì không có ai ngu, Chris thấy là cái câu ngu thì không ai ngu, thật sự không có ai ngu hết á, tại vì á nói ngu là cũng không phải là ngu nữa, tại vì mình Chris chỉ nghĩ là chậm hơn thôi, chậm hơn người khác, không có ngu hơn người khác, chậm hơn người khác. Thì có nhiều người học một cái môn gì hay những hay cái gì đó lẹ hơn người khác. Những thí dụ là Chris làm nail nè, Chris đâu thích làm nail đâu, ban đầu cũng đâu thích làm nail đâu, mà vợ nói anh phải làm gì đó, không đã không có đi học hành này thì ok thì phải theo một cái nghề gì, ngành gì đi, ngành gì. Thì vợ lúc đó Chris quen vợ Chris, là lúc đó vợ Chris làm nail, thì Chris làm thì đi học, thì vợ Chris nói vậy, an ủi nói vậy là ok thì đi làm nail, thì Chris nói ok đi làm nail. Thì vợ nói tại vì Chris thì giỏi tiếng Anh, thì vợ nói thôi đi lấy cái bằng tóc luôn đi. Thì ok Chris mấy ngày sau Chris đi, Chris là đi xong Chris đi khoe nói có lý, nghe vợ mình lúc nào cũng có lý hết à, thì nghe có lý. Thì xong á thì Chris đi đi coi về hiểu biết về cái trường đó nhiều hơn, những coi về cái vấn đề đó để hiểu biết cái vấn đề đó là gì. Thì Chris cũng là một con người cũng gọi là nhanh lẹ lắm, thì thấy làm được á thì ok làm được, không làm được á ok không làm được, đúng không? Con người thẳng thắn, rất là thẳng thắn. Thì theo lại câu chuyện là ok là đi đi học tóc, thì Chris sign up everything, sign up đi học tóc cũng năm năm năm. Thì Chris là lúc đó học ở New York,
Chris có bằng cosmetology ở New York. Tại vì Chris ở từ bang New Jersey á, mà Chris ở Jersey City á là có cách New York cái Helen Tunnel à. Lúc đó vợ Chris ở từ bang khác, ở Louisiana. Lúc đó vợ Chris ở Louisiana thì Chris cũng qua đó vài lần rồi, vài lần trước khi qua vợ là nhớ là lúc gần 2 năm hay 5 rưỡi gì á là Chris qua Louisiana. Lúc đó mới học tóc xong mà chưa có ngày thi nữa mà. Chưa có ngày thi gì hết á thì Chris qua Louisiana. Thì qua Louisiana. Lúc đó là lúc là mới Chris mới mua xe, mới mua xe. Thì ông già bà già mua xe cho Chris. Trong cái khoảng chừng tầm 1-2 tuần gì đó. Lúc đó Chris tự nhiên là chạy qua Louisiana, là dời qua đó từ bang đó. Chris thường á là Chris nói chuyện là nói chuyện với mẹ mình lúc nào cũng gần gũi mình hơn, thì lúc nào cũng nói chuyện cho mẹ mình là mình muốn gì, thì mẹ mình nói câu chuyện cho mẹ mình nói con sẽ dời qua Louisiana này như vậy. Thì lúc đó ok, Chris dời qua Louisiana. Lúc đó đâu nói ông già đâu, là Chris tại lúc đó Chris cũng mới lấy bằng, cũng mới mua xe, cái thời gian á chạy xe cũng đủ nhiều, nó cũng có bằng lái 1 năm rồi hay sao á, cũng không có nhớ kỹ, mà mới mua xe chưa có biển số nữa mà, mới mua xe chưa có biển số gì hết á, chưa đến tuần á là Chris dọn đồ lên xe hết, xong đi. Xong á, đâu có nói ông già mình đâu, ông già mình một người hay là ngại mà, thì không có nói ông già. Thì không có nói ông già mình, thì Chris dời đi. Thì trong đêm đó, ông già cứ gọi Chris, nói Chris đâu? Có ai đi chơi nhà bạn đó, xong Chris gọi lại cho mẹ nói, bố mẹ. Tại vì thường á là cái gì mẹ cũng nói bố của Chris hết á. Tại vì quen vậy rồi, đúng không? Mọi người á, cái này là theo cái experience Chris, cái đời sống của Chris đấy, trải nghiệm qua những gì thì Chris biết sao Chris nói vậy. Thì Chris nói mẹ mình để lúc đó Chris nhớ là Chris nhừng để lấy xăng hay gì đó á, xong Chris gọi mẹ mình. Lúc đó cũng lấy xăng, gọi mẹ mình nói mẹ có nói bố chưa, nó nói ta mới nói ông rồi, ông chửi ông sầm nè. Thì ok, Chris biết cái trường hợp đó sẽ chạy ra, thì Chris cũng không quan tâm. Lúc đó mới yêu mà cái gì cũng là nồng cháy hết á, mới yêu mà cái gì cũng rất là nồng cháy, thì muốn qua gặp lúc đó là gọi bạn gái à, chưa là gọi vợ mà. Lúc đó bạn gái à, chứ mà Việt Nam mình á, hay là ok mới yêu cái gì là gọi vợ rất ngọt ngào, vợ người yêu hay gì đó rất ngọt ngào. Thì nó là như vậy, là Chris qua đó ban đầu á, là lúc đó vợ Chris cũng vợ Chris là bố mẹ vợ Chris á, là lúc đó trước đó vài tháng là ở Ohio, tại vì lúc gia đình vợ Chris qua Ohio á là bác bảo lãnh thì bắt buộc mà đâu có biết gì đâu, tại vì bác vợ của Chris á là người Việt Nam, qua đây cũng lâu rồi, khá lâu rồi, chắc 40 năm có
40 năm qua, lâu lâu lắm rồi, vượt biên qua đây lâu lắm rồi, thì 40 năm về trước. Thì lúc đó là thường á là có một cái tài trợ gì đó nó sẽ bảo lãnh mình qua. Thì hình như á, cái câu chuyện Chris nhớ là bác á vô một cái nhà thờ gì đó, thí dụ hình như vậy. Có nhiều cái Chris cũng không nhớ, thì Chris trong cái ký ức của Chris á, nhớ máng qua, thì có nhiều cái câu chuyện nó sẽ không có đúng như sự thật, tại vì cái này cái point of view của Chris nói mà. Thì cho nên á, là Chris người đạo á, cho nên á, một cái kinh thánh á, tại sao nó chia ra nhiều môn đệ, nó viết, tại vì mọi người á, theo cái ký ức hay cái khúc nào đó, khúc đó quan trọng hơn. Là những thí dụ á, Chris tập trung về khúc những một cái câu chuyện gì đó đi, những ok, những câu chuyện cô bé đi mua trái cây, đúng không? Theo câu chuyện đó, đúng không? Thí dụ một cái title, tựa đề đi. Đó, cô bé đi mua trái cây, thí dụ vậy. Thì giờ mình nói cô bé đi trái cây, có nhiều lúc á là trong cái đoạn đường á, cô bé đi bộ nha. Đi bộ là gặp biết bao nhiêu cái chuyện chung quanh cô bé đó lúc đi mua trái cây. Đúng không? Thì đi mua trái cây, cô bé đó, nhiều người, những thí dụ có người có ba người kể lại câu chuyện đó, những từ mọi góc nhìn nó khác. Thì cô bé đi mua trái cây, có nhiều người thấy lúc cô bé, có nhiều người sẽ nói là ok, thấy cô bé đó đi ngang cái con đường đó, có nhiều người thấy xe đi ngang qua cô bé đó, là có nhiều người sẽ để ý xe đó màu gì, có nhiều người sẽ để ý xe đó hiệu gì, màu hiệu gì, có nhiều cái lắm. Nhưng có nhiều thì tại vì mình là con người, ai cũng có cái ý kiến, cái suy nghĩ khác riêng của mình. Chris cũng chưa biết đặt cái tên channel là gì, tại vì Chris sẽ nói về, tại vì Chris muốn á là cho mai mốt á, còn có nhiều cái mình đâu có nói cho, những thí dụ đi, có nhiều người á, những thí dụ có nhiều cái á, mình sẽ chia sẻ một cái vấn đề gì đó cho một người dễ hơn một người khác, tại vì mình biết á, cái người thì cái này, cái người đó ra sao, có người ai cũng biết ai, mọi người, con người mà mình cũng đọc hiểu được là cái con người này ra sao, con người này ra sao, thì mình cũng biết là ok, ai cái mình nói cho người đó dễ hơn hay cái gì đó. Thì Chris muốn bảo thì tiếng Việt của Chris là không có là gọi là hay, thì Chris là có nhiều cái sẽ bị Chris lâu phải suy nghĩ là niệm đã có, đã Chris của Chris, đa số của Chris có với những người Chris sẽ không có nói tên nhiều, Chris sẽ nói như cậu hay gì đó nhiều hơn, tại vì Chris không có muốn mention ai. Phải mention ai mà personal life á, là không muốn những người ta biết về, tại vì Chris đâu có hỏi người đó. Chris nói dùng tên của những thí dụ bác này, như hôm nay Chris nói câu chuyện của bác, bố mẹ mình thì không nói rồi, thì ai biết Chris thì sẽ biết bố mẹ của Chris, đúng không? Thì bố mẹ mình không nói là như bác, như này người bác đi, Chris không có nói tên, tại vì mình đâu có hỏi người đó. Chris Lewis xin người nó cái câu chuyện này là cái tự nhiên Chris nhớ cái câu, cái nhiều cái Chris sẽ quay lại lúc đó, Chris là muốn chia sẻ cái memory, là cái ký ức á, để cho con cái của Chris biết Chris nhiều hơn. Cái này như là một cái nhật ký của Chris, thì cái này đa số là personal experience đi, yeah, đa số là personal experience. Thì đa số ký ức á, ai cũng nhớ ký ức á, ai cũng nhớ ký ức tốt đẹp không à,
thì đa số Chris sẽ nói về cái ký ức tốt đẹp của Chris. Chris mong mọi người like, thích và đưa Chris mạnh lực để quay thêm. Thì chắc Chris ngừng lại đây, thì có gì hay hay gì á Chris chia sẻ. Tại cũng Chris cũng đến chỗ tập nè, đến rồi. Thì ngày nào của Chris cũng như ngày tập xong chuẩn bị đi làm. Đây chỗ làm Chris gần đây 5 phút. Thì xong ngày nào cũng như ngày nào hết á. Xong chừng nào Chris bạn á, Chris quay thêm chia sẻ những gì Chris trải qua trong đời sống của Chris, để không phải mọi người, hay để cho nhiều người muốn đưa cái message là cái ý của Chris là làm cái này để cho con cái của mình. Nhưng mà có nhiều cái mà muốn Chris cũng không có dễ nói cho nó, thì cái này cho tụi nó biết Chris nhiều hơn, ấn tượng về Chris nhiều hơn. Ấn tượng về Chris nhiều hơn, tại vì Chris muốn nó biết hết về Chris, không có giấu gì của đời sống của Chris hết ạ. Muốn hai con cái muốn biết everything về Chris, thì muốn con cái của Chris biết everything về Chris là những muốn biết về gia đình của Chris luôn, là những ông nội của nó sống sống ra sao, bố nó sống ra sao, vợ nó sống ra sao. Thì cái này là cái point of view, nhật ký, thì như là cái journal của Chris, cái đoạn đường của Chris trải qua. Thì Chris muốn con của Chris, là hai đứa con của Chris biết Chris nhiều hơn, để Chris quay để cho tụi nó biết lúc mà mốt không biết chưa chắc gì tụi nó coi nữa, đúng không? Tại vì Chris cũng sẽ quay nhiều, chưa chắc gì nó sẽ coi hết những gì Chris quay, đúng không? Thì có nhiều cái là Chris sẽ chia sẻ. Chris mới tập xong, Chris thường tập xong là vô sauna khoảng chừng 10 phút. Thì lúc Chris đang tập, Chris suy nghĩ về cái tên của kênh. Thì Chris sẽ đưa ba ý kiến. Một, quyển sách của Chris. Hai, cuộc đời Chris. Ba, ba là bài học đời của Chris. Thì cái mấy video trước là của Facebook là đa số là live, là bây giờ Chris sẽ edit. Thì ở đây á, Việt Nam á, thì đàn ông á, đa số đàn ông người lớn tuổi á, là ra quán cà phê. Giờ này là 9 giờ, 9 giờ sáng, 9 giờ sáng ra cà phê đọc báo hút thuốc. Còn ở đây á thì là đi tập là 9 giờ sáng ạ. À, thì á, đời sống á, rất là khác biệt. Thì Chris làm cái kênh này để cho cái con người thật, với cho biết con người thật Chris là ai, Chris sống hàng ngày, đời sống của Chris ra sao. Này nó sửa gì đó trong phòng tắm á, chắc tí nữa chắc không tắm được rồi.
Thì nhiều cái như cái vấn đề đó Chris sẽ chỉ, nhưng có gì lạ Chris sẽ quay lên, sẽ có nhiều cái nè mà đâu có khác gì Việt Nam đâu, mấy câu bộ như vậy rồi, câu bộ Việt Nam giờ không có thua gì bên Mỹ đâu. Thì có nhiều cái video á, cái bạn cái xúc động của Chris là nó tự nhiên nó rè, hay Chris nhiều cái là sao biết được con người, sao mình biết được kỳ. Thì Chris muốn quay là những sự thật xung quanh của Chris, không có gì là make up hay gì hết, là những gì là mấy content là những gì tự nhiên nó Chris suy nghĩ đến là ok Chris làm thôi, không có setup mấy có vậy. Thì vợ Chris coi cái live của Chris hôm qua thì vợ Chris nói ô anh phải xóa đi khúc của anh khóc đấy, có tự nhiên mà nói ô cho mấy người ta coi anh khóc nghe. Thì mình nghe ok, thì có gì á thì mình mới quay không biết gì, ok là mình sẽ nghe vợ mình để góp ý, ok góp ý đúng á thì ok mình nghe, thì mình sẽ nghe vợ mình sẽ edit những khúc mình suy nghĩ lâu, chắc suy nghĩ lâu nè, tại hay có nhiều lúc á nghe cắt đoạn á là Chris sẽ suy nghĩ về dịch. Chris nhiều tiếng cái từ á là biết tại nghe qua, Chris cũng nhớ dài á, thì á người ta cho nên nó đừng có thù với Chris nha, Chris nhớ dài lắm nha. Chris lúc nào cũng nghe, muốn người ta nghe góp ý cho Chris, đưa idea, tại vì một người á cái idea chỉ đến một cái góc độ nào đó thôi nha. Thì idea Chris muốn biết idea, mình học thêm mà, mình học hỏi thêm mà, không có mất mát gì hết á, lúc nào học hỏi thêm là điều tốt hết, rất là tốt để học hỏi thêm. Mình không học á là mình dở, tại vì những thí dụ đi, những thí dụ một vấn đề là đi bơi, nhiều người đâu biết bơi đâu, thì thí dụ lúc đó mình biết mình muốn học cũng muộn rồi ha, lúc đó mình chìm thì sao, hay thí dụ vậy mình chìm thì sao ha. Nên á lúc nào á mình có một cái cơ hội nào á, Chris khuyên cho những anh em á có điều kiện hay gì đó, học thêm, lúc nào học thêm là tốt, rất là tốt. Thì Chris cũng muốn dạy con cái Chris là đi học nè, Chris muốn đưa đẩy tụi nó đi học mà không cần làm giàu, đâu cần làm giàu đâu, thì đi học làm những gì mình thích, những gì mình thích, tại vì á mình đi làm á lúc nào cũng ở nhà nhiều hơn, đi làm nhiều hơn ở nhà, thì cái môi trường đó lúc nào cũng phải vui vẻ, tại vì Chris cái môi trường neo á, Chris cũng gọi là anh đấm đá, cũng anh đấm đá lắm, có không sport gì đâu, thì rất là chua với Chris đi đoạn đường Chris đi làm nha, rất là chua. Thì bữa nào rặn hơn Chris sẽ nói về cái vấn đề đó, hay cái câu chuyện đó đi, cái câu chuyện đời của Chris, cái gì mình cũng có câu chuyện đời hay câu chuyện gì đó. Thì cái câu chuyện đời làm neo có neo chia ra nhiều cái lắm, thí dụ nó có nhiều cái lắm, như thí dụ ở cái thời gian Chris đi làm neo này, cái thời gian đi học là ở neo này, cái thời gian mình bị cắt đi này, thí dụ vậy, có nhiều cái tự đề lắm, cái thu đề lắm. Thì Chris sẽ lúc nào Chris
nhớ ra, tại vì nhiều lúc đó, cái ký ức mình đó, nó trong đầu á, mình nó đâu đâu trong đầu mình á, không nhớ ra, chưa nhớ ra hay gì đó. Thì vậy là Chris nhớ là Chris sẽ nói về cái chủ đề đó. Thì Chris muốn nói là Chris muốn còn Chris muốn experience cái journal của Chris, cái nhật ký của Chris, đó, nhật ký hàng ngày của Chris nè, những gì Chris đã chạy nghiệm qua. Tại vì bây giờ những thí dụ những Chris những thì bố gia đình của Chris hay nhậu lắm. Thì ngồi nhậu có nhiều lúc á, bố Chris nói một câu chuyện đó, Chris chưa bao nghe luôn. Ô cái thì mình nghe đâu câu chuyện này sao mình chưa bao nghe vậy. Bố mình có nhiều cái ký ức trong đầu bố mình đâu biết hết được đâu. Thì Chris muốn con Chris biết những ký ức của trong đầu Chris suy nghĩ gì, muốn gì. Thì thì để cho không biết cho vợ mình hiểu mình hơn hay gì đó, chứ cũng hiểu mình hơn đi, cũng để tại vì có nhiều cái mình đâu có nói được đâu, hay để buông ra nói ra đâu, có nhiều cái mình không nói được. Thì Chris cũng dùng cái cơ hội này ra để nhá, Chris nói này. Bảo gì cái action của mình á là như cái action của mình ra. Thì bây giờ Chris sửa soạn đi làm, tập xong rồi giờ sửa soạn đi làm nè. Thì như Chris nói á, Chris có gì hay á thì Chris sẽ trong ngày quay vô xong kép đoạn vô để cho làm một ngày hay gì đó, một ngày daily của Chris. Từ tại vì Chris cũng đâu có quay thường xuyên đâu, đâu biết cặp nào đẹp hay không ha. Thì có gì hay dở Chris lúc nào cũng nghe người ta góp ý hết đó, mình nghe mà đâu mất mát gì đâu ha. Thì vậy đi, Chris hẹn lại sau ha, bye mọi người.